thơm quá luôn hả? À, đậu xanh, đậu đen. À đậu dạ. Đỏ, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành. À. Mình rang đậu này mình làm gì cô? À, để nấu nước đó. Nấu nước hả? Để à. Nấu nước chè khác cô hả? Hạt nêm. Hạt nêm. Đường. Đây là hành phi. Hành phi dạ. Cô chú không ăn hành phi thì bỏ ra cũng được. Đây là ngò gí. Ngò gí hả chị? Đúng rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ trộn đều lên. Rồi trộn đều lên luôn. Trộn càng đều càng ngon vậy ha. Đúng rồi, nó càng đều nó càng dai á. Dạ. Nó giống như mình quết với cắt lát vậy đó. À. Cắt bỏ cái đầu nó đi. Rồi cứ tiếp tục cái cánh ngoài á thì nó bung ra, rồi cánh trong nó nhỏ dần á. Mình cứ đi theo cái từng bẹ của nó nè. Bông cải thìa. Tại vì cái món nó bằng cải thìa, món cải thìa thì mình trang trí theo. Dạ. Mỗi một cái món ăn mình trang trí đề cho theo cái dĩa. Theo cái dĩa, dạ. Cho nó phù hợp. Coi như là thực phẩm nào mình cũng tỉa bông được hết vậy ha. Đúng rồi. Như leo cũng tỉa bông được, là bí đỏ cũng được nè, rồi cà rốt cũng được, cà chua cũng được. Ủa, cải trắng nữa. Dạ. Món ăn phải trang trí, mình đãi khách phải trình bày bắt mắt, hấp dẫn. Món ăn ngon rồi phải đẹp mắt nữa. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Tất cả những món mà đề co trên cái dĩa thức ăn mình đều sử dụng được. Dạ. Là cái nguyên liệu đó phải ăn được. Như cà rốt, bí đỏ đều ăn sống được hết. Dạ. Rồi đó chị diễn sơ thôi. Dạ. Wow, nó chuyển sang quá. Cái màu nó xanh hơn, đẹp hơn không? Dạ. Hồi rồi. Nãy nó còn sống nó tái nhưng khi mà mình trần qua nước sôi. Xin chào quý vị và các bạn. Xô Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình trưa ngày hôm nay. Trưa hôm nay Xô Bắc quay trở lại nhà hàng chay Amitabha gặp chị Diệu để tiếp tục chia sẻ tới quý vị và các bạn những món chay mà chị Diệu chế biến, cũng như là chia sẻ cái công thức, các nguyên liệu và từng giai đoạn cũng như là quy trình chế biến những món chay ngon ra sao, để cô chú anh chị, quý vị và các bạn ở nhà theo dõi video mình có thể tự tay chế biến cũng như là đi mua từng nguyên liệu về mình nấu những món chay thật là ngon để thưởng thức bên gia đình và người thân của mình được nha quý vị nha. Tập trước khi mà Xô Bắc chia sẻ về quy trình nấu chay, chia sẻ những cái cách, những cái bí quyết nấu những món chay ngon của chị Diệu, khi mà video lên sóng thì cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của cô chú anh chị, quý vị và các bạn bình luận trên kênh này, cũng như là nhắn tin cho Xô Bắc và gọi điện cho chị Diệu rất nhiều. Chính vì vậy mà ngày hôm nay quay trở lại thì mình cũng đang rất là hồi hộp, không biết là chị Diệu sẽ chia sẻ những món chay gì trong tập 2 khi mà quay trở lại ngày hôm nay với chuỗi series video của chị Diệu chia sẻ về món chay ngon hay không nhé. Quý vị các bạn thân mến, thì ở trên kênh khi mà tập 1 phát sóng thì Xô Bắc có đọc được những cái bình luận của cô chú anh chị nhắn tin cho kênh là nói Xô Bắc nên quay thật là nhiều những video chị Diệu chia sẻ về cách nấu chay. Thì ngày hôm nay quay trở lại, Xuân Bắc sẽ chia sẻ tiếp tục nhé. Còn một điều nữa là hiện tại kênh của Xuân Bắc cũng đang hỗ trợ cho chị Diệu lập một cái kênh YouTube để chị chia sẻ những cái món chay ngon lên trên kênh, để cô chú anh chị có thể vào trong kênh và mình xem chi tiết hơn nhé. Thì khi nào mà kênh chính thức có video lên sóng thì Xuân Bắc sẽ thông báo tới cô chú, anh chị và quý vị và các bạn, để mọi người có thể xem những video mới nhất của chị Diệu up lên trên kênh mới nha quý vị nhé. Còn một điều nữa là địa điểm quán chay ngon bên đường Nguyễn Duy Dương của chị Diệu thì Xuân Bắc thông báo luôn là hiện tại quán đang tạm ngưng. Thì khi nào mà quán có lịch mở cửa trở lại thì Xuân Bắc sẽ thông báo tới quý vị các bạn nha. Do là có rất là nhiều cô chú khi mà xem video Xuân Bắc chia sẻ về quán chay bên Nguyễn Duy Dương đó, thì cô chú ở xa và cô chú cũng muốn tới để mua những cái phần cơm chay về thưởng thức
nhưng mà do là quán đang tạm đóng cửa. Thì cô chú anh chị nếu mà hữu duyên mà coi được video á, có muốn đặt những món chay mà chị Diệu chế biến thì có thể ghé số 40 đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lánh, quận 1 là cái địa chỉ mà hiện tại Xuân Bắc đang đứng ở đây, nhà hàng chay Amitabha. Tới đây thì quý vị các bạn cũng có thể gặp được chị Diệu và mình có thể nhờ chị Diệu nấu những món chay mà quý vị và các bạn xem những cái video của Xuân Bắc chia sẻ, để chị Diệu có thời gian thì chị Diệu sẽ hỗ trợ nấu cho các cô chú anh chị nhé. Rồi, ngay bây giờ thì Xuân Bắc mời quý vị và các bạn cùng kênh vào trong nhà hàng chay Amitabha để xem ngày hôm nay chị Diệu sẽ chia sẻ tới quý vị các bạn, cô chú anh chị những món chay gì qua những cái công đoạn chế biến hấp dẫn ra sao quý vị các bạn nha. Xuân Bắc cũng đang rất là hồi hộp. Rồi, đi thôi nha. Bên này mình thấy cô đang rang đậu xanh. Cái này đậu xanh lòng hả cô ha? Dạ, yeah, đậu xanh nè. Thơm quá cô hả? Đậu xanh, đậu đen. À, đậu dạ. Đỏ, đậu nành, bốn loại. Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành. À. Mình rang đậu này mình làm gì cô? À, để nấu nước đó. Nấu nước hả? Để à. Nấu nước chè khác cô hả? Thơm quá. Cái đậu này khi rang lên nó sẽ thơm hơn cô hả? Đúng rồi. Rang lên, rang đều tay để không cho nó khét á. Dạ. Nó khét nó uống vô, nó không có mùi vị nó khét. Ờ. Nó không có ngon. Thơm quá. Bên này là đậu đỏ với đậu đen cô ha. Đúng rồi, đang ra hai thứ rồi đó. Dạ. Đậu đỏ đậu đen bên đây quý vị ha. Quá. Cái này là mình rang chưa cô? Rang rồi đó. À, rang rồi ha. Ừ. Dạ. Dạ, hèn chi thơm quá. Thơm ngào ngạt. Dạ. Cái này mình rang lâu chưa cô? Dạ lắm ạ. Ờ. Rang, mình phải rang đều tay. Dạ, phải đảo đều quá. Đảo đều để coi nó khét á. Dạ. Nó khét đậu quá, nó mình cứ vô nó đánh. Thơm quá. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ. Tự nhiên ở đây nó bài tự lưng. Dạ, em chào chị nha. Chào. Dạ. À, phải nói là hôm nay em rất là vui khi mà quay trở lại để xem chị Diệu chia sẻ những cái món tiếp theo tới quý vị khán giả. Tại vì video trước đó chị lên sóng là nhận được rất là nhiều sự quan tâm của cô chú, anh chị, quý vị và các bạn nhắn tin về cho kênh rất là nhiều luôn. Thì ngày hôm nay em quay trở lại để chia sẻ tiếp tục. Không biết là hôm nay chị Diệu chia sẻ những cái món chay gì với kênh của em ha? Hôm nay chị sẽ chia sẻ món với cô chú là món hủ qua cà ớt, cải thìa sắp nấm đông cô, bầu nguyên hấp xả. Hổ qua cà ớt là cái này hả chị? Đúng rồi. Cái đây là cái nguyên liệu của nó. Cái đây là giống như là mọc vậy đó. Thì dạ, cái mọc này làm được rất là nhiều món, có thể dồn làm canh hủ qua nè. Dồn dạ, vô đậu hủ. Rất là nhiều món, cái này sau này sẽ làm ra rất là nhiều món từ cái ốc đậu này. Dạ. Cái bịch này là bịch ốc đậu gì ha? Đây ốc đậu. Dạ. Nếu mình không có ốc đậu thì mình sử dụng bằng cái đậu hủ cũng được, đậu hủ trắng mình quắt khô, quắt cho ráo nước luôn. Yeah. Là nó sẽ ra được như thế này. Còn cái ốc đậu này đó là cái thành phần ngon nhất trước khi mà làm đậu hũ á. Thì cái lớp đầu tiên nó là tàu kỳ, lớp thứ hai nó là ốc đậu. Còn lớp thứ ba người ta làm đậu hũ. Cái ốc đậu này thì nó béo hơn đậu hũ. Nếu mà mình không có ốc đậu mình sử dụng bằng đậu hũ cũng được. Nhưng mà đậu hũ mình phải quắt cho thật khô nước. Dạ. Yeah. Là món này là mình nguyên liệu của món gì chị? Cái mình ra cái thành phẩm nó giống như là cá thác lát vậy đó. À. Là mình chị như nãy chị nói nè, ra được canh hủ qua hầm. Dạ. Rồi ra món hủ qua cà ớt. Hủ qua cà ớt. Nấm vô cái cải thìa sốt nấm đông cô. Cải thìa sốt nấm đông cô. Hoặc là mình có thể dồn vô cái đậu hủ này rồi chiên lên là sốt cà cũng được. À. Nói chung là cái này làm được rất là nhiều món. Dạ. Rồi cái mẹt bên kia là cái gì chị? Cái này là bào ngư hấp xả. Bào ngư nó giống như món mặn, món nghêu hấp xả gì đó, nhưng mà mình thay cái nghêu bằng cái nấm bào ngư. À. Đây là rau găm. Dạ. Đậu hũ non. Một mẹt cũng giống như tập trước chị ha, một mẹt là một món đúng không? Đúng rồi. À dạ. Rồi đây có các gia vị luôn nè. Đó, chị xô ra đầy đủ luôn ha. Đấy, từ từng mẹt á là có gia vị riêng. Đây là hạt nêm. Hổ qua. Dầu hào. À, cà ớt gì ha. Hạt nêm, dầu hào, đường, đường, dầu ba rô,
hành ba rô. Ba rô, dạ. Cái hẹ này là để chút xíu mình trụn nước sôi mình cột cái hũ qua đó, mình dồn vô cái nhân vô mình cột rồi mình hấp lên. À, dạ. Thế rồi, cái món này là nấm đông cô. Cải thìa sốt nấm đông cô. Cải thìa sốt nấm đông cô. Cái món này thường là chị đi đãi tiệc là khách hay chọn món này. Dạ, có tiêu xăm nữa hả chị ạ? Đúng rồi. Và có gừng nữa này. Đầu tiên là món gì chị ơi? À, đầu tiên chị sẽ giới thiệu làm ra cái mọc. Dạ. Cái thành phần này đây là ốc đậu. Ốc đậu bỏ cho tô trước chị ha. Đúng rồi. Nó giống như là cá thắt lát, ví dụ như món mặn cá thắt lát vậy đó. À, dạ. Rồi bỏ tiêu. Tiêu. Baro. Baro. Baro băm. Hạt nêm. Hạt nêm. Đường. Đây là hành phi. Hành phi, dạ. Cô chú không ăn hành phi thì bỏ ra cũng được. Đây là ngò rí. Ngò rí hả chị? Đúng rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ trộn đều lên. Rồi, trộn đều lên luôn. Trộn càng đều càng ngon vậy ha? Đúng rồi, nó càng đều nó càng dai á. Dạ. Nó giống như mình quết cái cá thắt lát vậy đó. À. Coi như cái bịch đó là cái đậu hũ mình sẽ nhuyễn vậy ha? Nó là cái ốc đậu á. Ốc đậu sẽ nhuyễn, dạ. Nếu là đậu hũ á thì mình phải vắt khô. Oh. Vắt thật là khô giống như vậy nè. Dạ. Yeah. Vắt cái không còn nước luôn á. Oh. Cái ốc đậu này làm được nhiều món lắm. Dạ. Yeah. Làm chả cơm tấm cũng được nè. Làm dồn vô khổ qua. Dạ. Yeah. Dồn vô đậu hũ. Làm như kiểu khổ qua nhồi hầm á gì ha. Đúng rồi. Cái ốc đậu này làm nhiều món. Dạ. Yeah. Nếu mình không có ốc đậu thì mình làm đậu hũ trắng đó, như nãy chị nói đó. À, bây giờ nó dai rồi thấy không? Hòa quyện với gia vị với nhau nè. Mình cứ bóp khi nào cảm giác nó đều hết là được. Đúng chị rồi. Ha. Nó quện với nhau á. Quện với nhau hết. Ừ. Dạ. Cái mịn mịn là được. Rồi giờ mình quện xong rồi mình nó đều hết rồi mình làm cái gì nữa chị? À, bây giờ chị sẽ làm trước cái hũ qua hầm. Hũ qua hầm. Đúng rồi, chị để tay cho. Hơi khói, món gì khói dữ. Cái món dê né đó. Dạ, dê né. Dê đó là nấm, chơi. Làm chị làm từ nấm nhưng mà cái gia vị ướp á thì giống mệt vậy đó. Chắc lần sau chị hướng dẫn món đó. À, bây giờ làm coi như là dồi vô canh khổ qua chị ha. Đúng rồi, khổ qua chị đã móc ruột rồi nè. Dạ, cái ốc đậu chị Diệu vừa mới nhồi xong, quyện xong nè. Đó, bây giờ chị quét nhồi vô cái trái khổ qua. Coi như cái phần có nhân này mình cũng làm được nhiều món chị Diệu ha. Đúng rồi. Ở đây là chị muốn giới thiệu tới khán giả là một cái nguyên liệu đó mà làm được nhiều món biến tấu á. À, ăn nó không ngán, nó đa dạng á. Dạ, biến tấu đây. Được nhiều món. Rồi, một trái khổ qua nhồi. Cái này mấy ngày Tết á, thì dồn để tủ lạnh ăn dần cũng được. Dạ. Cái này là khổ qua nhồi nấu canh nè. Đúng rồi. Dạ, còn cái này là khổ qua nhồi cà ớt là khác nè. Đúng rồi, cái mà món đó là món mặn á. Cũng dùng cái nguyên liệu này. Đúng rồi. À. Rồi, để coi chị Diệu làm cái món này với cái món khổ qua nhồi cà ớt như thế nào nha. Thì nhồi xong rồi mang lên nấu thôi đúng không chị? À, đem đi hấp. À, đem đi hấp. Đi hấp rồi mình cái canh, nước canh mình nấu nêm nếm sử dụng bằng nước rau củ á. Dạ. Nêm nếm rồi mình để lên thôi. À. Rồi. Ba trái gì ha? Dạ, bây giờ còn chị cái, cột cái hè là mình cuốn để cột lại á. Cột lại dạ. Cột lại để khi mình hấp cái chế qua nó không bung ra. À, dạ. Cái hè này mình phải trần qua nước sôi. Trần qua nước sôi. Hay quá. Ừ.
vậy là xong ba trái của hoa nhồi vậy ha. Đúng rồi. Nhà mình ăn nhiều hơn thì mình cứ cứ vậy mà dồn thôi. Dạ. Dạ. Đây chị đang đi hấp. Rồi mang đi hấp. Đây chị chuẩn bị nồi nước sôi sẵn. Cái sừng hấp vô chị ha. Đúng rồi. Hấp như vậy đó cái nhân nó dai á, nó không bị nước vô, chứ nấu trực tiếp là cái nhân nó không có chắc. Dạ. Rồi bây giờ chị đem hấp. Dạ, hấp bao lâu được chị? Hấp khoảng 15 phút. Dạ, 15 phút. Rồi trong quá trình hấp thì mình đi làm món khác. Hủ qua cà ớt. Cái món gì chị? Hủ qua cà ớt. Hủ qua cà ớt. Đúng rồi, cũng sử dụng cái nguyên liệu lúc nãy luôn. Dạ. Thì ở đây cà chua mình đã móc ruột rồi. Mình dùng giấy thấm lau ở trong đây nè, để cái nước cà chua nó ra, để mình hấp cái nhân nó không bị rớt ra. Cà chua trẻ rồi là móc cái hạt ra. Móc hạt ra là lau khô vậy ha. Đúng rồi. Dạ. Hủ qua cũng vậy. Hủ qua này mình rửa trước khi móc hộp. Mình rửa xong trước khi móc hộp để nước nó không dính vô đây, mình hấp cái nhân nó không bị rớt ra. Dạ. Ớt cũng vậy, tất cả là rửa trước rồi mới móc cái hạt ra. Rồi cái hủ qua này thì chị cho một miếng bột, cái cà chua này cho miếng bột năng vô. Cho miếng bột năng vô. Ha vô để khi mình nhồn cái nhân nó không bị rớt ra, có độ kết dính á. Dạ. Cái này xíu nữa mình cũng đem đi hấp luôn. À hấp luôn. Dạ. Đúng rồi. Hấp nhưng mà mình chế biến cái món khác. Hay quá. Coi như là mình hấp hết hồ qua với ớt với cà chua hấp luôn. Đúng rồi. Bây giờ dồn vô nè. Đẹp quá. Nhím cho nó chắc chắc vô. Ớt này nè, mình dồn vậy nè, mình có thể nấu bún mắm á. Mình dạ. Bỏ vô trong cái tô bún mắm nó cũng ngon lắm. Mình nấu làm món bún mắm chay chị ha. Đúng rồi. Hay quá. Cũng một cách nhồi mà mình chế biến được nhiều món chị ha. Đúng rồi. Ở đây là mình làm là muốn hướng dẫn cô chú là muốn chuyển từ người ăn mặn sang ăn chay. Cho nên hành tỏi gì đó mình không mình cứ sử dụng thoải mái. Còn nếu mà ai đã thật sự trường chay không ăn được hành tỏi thì mình bỏ ra. Đồ chay nấu phải đủ nhưng mà nguyên liệu gia vị này mới ngon. Dạ. Nấu thiếu nó mới ngon. Chưa gì mà thấy hấp dẫn rồi. Cái này hôm trước có buffet bảnh chị cũng làm món này. Dạ. Dạ. Tới khổ qua. Nè đợt tới chị Diệu đi làm món mâm cơm chay cho khách đó quý vị các bạn. Thì Somax sẽ theo chị Diệu đi coi chị làm một cái phần một cái bữa tiệc chay cho khách là như thế nào để chia sẻ tới quý vị các bạn ha. Đợt tới là mình nấu khoảng bao nhiêu món chị? Ngày mai ngày mốt là nấu 7 món mà cho 5 set. 5 set. Một set từ 10 đến 12 người ăn. Là tổng hết là 7 món chị ha. Đúng rồi. Dạ. Hồi nãy là khách cũng mới điện lại đặt đó mà chị hẹn lại 1 giờ chị mới gửi menu qua được chị tư vấn á. Dạ. Nãy giờ hai khách gọi đặt tiệc rồi. Ồ. Rồi bây giờ chị nhồi tới khổ qua. Đó, cũng cái phần ốc đậu nha quý vị các bạn nha. Cái này dễ làm lắm, nếu quê không có ốc đậu cứ dùng đậu hũ non mà loại đậu hũ ngon á. Thì dạ. mình vắt nước khô rồi mình trộn nguyên liệu vô thôi. Quan trọng là vắt cho khô.
vắt không khô là nó không có độ kết dính. Dạ. Với lại đậu hũ cho ngon, đậu hũ mà ngon thì làm cái nguyên liệu nó ngon nó béo. Với lại bóp á, lúc mình nhồi á, nhồi kỹ kỹ chút nên nó mới có độ dai. Dạ. Nó không bị rớt ra chị ha. Đúng rồi. Sao bác thấy chị nhồi là mạch mạch trước mạch sau luôn. Ừ. Khúc giữa đó, khúc giữa là nhồi cả mạch trước mạch sau luôn. Cho nó chắc. Rồi, một miếng nữa. Cái này là được 4 miếng khổ qua rồi nè. Đó. Cà chua nhồi nè, ớt ha. Tại vì chị muốn giới thiệu với cô chú là giới thiệu là một cái nguyên liệu đó mà biến tấu được nhiều món để thay đổi. Dạ. Chứ không phải là một cái nguyên liệu đó mình làm được cái một món. Đúng rồi. Rồi. Mình có thể dồn thêm đậu hũ cũng được, mình làm đậu hũ sốt cà cũng được. Nhưng mà hôm nay chị giới thiệu như vậy thôi. À, dạ. Rồi bây giờ chị qua kiểm tra cái này cho nó hấp. Chút xíu nữa là được, bây giờ nó sẽ chuyển màu. Bây giờ trong quá trình mình hấp á, chị muốn bắt nước lên để hồi nấu canh cho nó nhanh á. Dạ. Thì đa số đây là chị lấy nước dùng cộng với nước dùng rau củ. Nước hầm rau củ hả chị? Đúng rồi. Dạ. Đây cái nồi rau củ chị đã hầm sẵn. Nước hầm rau củ, đúng mình gói rau củ quả ra hết rồi chị. Đúng ha. Rồi, cái hầm là nước lèo chị phải đủ 5 loại. Dạ. Là mướp, mướp hương nè, mía nè, củ cải trắng nè, củ cải mặn, củ sắn. Dạ. Cứ một ngày mình hầm nồi này hết rồi mình hầm tiếp chị ha. Đúng rồi. Dạ. Ở đây chị bán nhiều món lắm, món phở, bún bò, đủ món luôn. Cái nồi nước dùng này chị nấu được 3 món. Đó là bún măng, miếng măng nè. Yeah. Rồi mì sủi cảo ở đây, cái món mì sủi cảo là món bachelor quán á. Best seller luôn, mì sủi cảo. Ừ, với hủ tiếu xe đét. Ồ. Nói chung là nhà hàng mình nhiều món best seller quá. Cho nên là... Tại vì chị nấu cái vị của chị vùng món nào, vùng miền nào ra miền nấy. Yeah. Không có mà xen lẻ gì. Bún mắm là đúng vị miền Tây. Bún bò thì nấu đúng vị của người Huế. Yeah. Bữa nào xin bắt thử mấy món đó. Yeah, yeah. Phở cũng vậy. Hôm nào chị nấu em ăn thử nha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Cái phở vô nằm lỗi nè. Thơm quá. 5 phút nữa là được. 5 phút nữa hả chị? Dạ. Yeah. Giờ mình nêm nếm cái nồi nước dùng. Rồi cái nồi của canh này nè, chút cái nêm nếm xong rồi mình mới thả vô thôi. Tại vì mình đã hấp chín rồi. À. Chứ cái canh chay mình không đun trực tiếp tại vì nó là đậu hũ á. Nên cái độ dai nó cũng có vừa phải thôi chứ không dai giống như là cá thắt lát. Dạ. Yeah. Cái nước dùng mình nêm nếm bình thường, nó như canh ngọt bình thường thôi. Dạ. Rồi lấy bắt được em đậu hũ kia mấy con không? Chưa được, khi nào mình lấy cái đũa mà mình ghi nó hủ qua nó mềm là được, nó còn hơi cứng. Trong lúc đó mình giờ mình làm món khác nha. Dạ, làm món khác. Ừ. Trong khi chờ cái hồ qua ốc nó chín á, để nấu canh nó có vị các bạn. Thì chị sẽ cho cái nguyên liệu này vô để hấp luôn. Bây giờ chị sẽ chế biến món tiếp theo nha quý vị các bạn. Đây là món cải thìa sốt nấm đông cô. Cũng là sốt nấm đông cô. Cũng là cái nguyên liệu nãy luôn nè. Cũng làm từ ốc đậu đó. Dạ. Nó dai lắm nè, giống như các lát vậy. Dai rất là dai. Đây. Cái đông cô này là đã ngâm nở rồi luộc vắt ráo. Dạ. Thì cái nguyên liệu đây, cái món cải thìa đông cô là phải có gừng, hạt nêm, dầu hào, đường, dầu ăn. Cái món này là món của người Hoa, món xó xót này của người Hoa. Món người Hoa, dạ. Cái hũ quà cỡ này cũng món người Hoa luôn. Dạ. Thì cái cải thì cái nấm đông cô mình cắt chân xong mình ho một lớp bột lên. Cũng giống như với cà chua nãy để cho nó không bị rớt cái nhân ra. Dạ.
Cái món này thì không hấp, mà một chút xíu nữa mình một là nướng, hai là mình áp chảo. Quê ở dưới, nếu ở dưới quê mình không có cái lò vi ba thì mình áp chảo tức là mình chiên á, chiên cái mặt mình cho nó vàng thôi á. Dạ, mình cho cái phần ốc đậu lên trên luôn. Đúng rồi, hay quá, chứ nó ôm vô cái nấm nè, cũng quét qua một lớp một năng gì ha. Đúng rồi. Dạ, mình đem đi hấp, quét qua đuối là nó không bị gớp nhưng á. Hay quá. Cái món này là để mình đi đại tiệc rồi kia đó, nhà có khách mình đại tiệc á. Đẹp quá chị. Coi như là cái nấm đông cô là mình đã ngâm và mình vắt ráo rồi chị ha. Đúng rồi. Dạ. Ngâm xong rồi luộc. Luộc nữa. Dạ. Luộc cho nấm nó nở ra tại nấm khô á. À. Phần cải thì là mình để nguyên về luôn hả chị? À không, cải thì chút xíu nữa chị sẽ đem luộc qua nước sôi, luộc sơ á, xong rồi mình ngâm lại nước lạnh hoặc là có nước đá, miếng nước đá để cho cái cải nó xanh á. Dạ. Xanh mà giòn. Nấm đông cô này nè, mình có thể nấu vô canh cũng được. Dùng nấu canh được luôn chị hả? Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng phải chiên sơ hoặc là hấp, hoặc là bỏ vào ra bắn, có ba cách. Nhưng mà để lò vi ba nướng lên á thì nó khô cái mặt hơn, nó ngon hơn. Dạ. Hoặc là mình chiên á. Rồi xong. Bây giờ mình đi luộc cái cải này. Dạ, luộc cải thì. Bật nồi nước sôi con. Chín rồi chị ha. Chín rồi. Dạ. Rồi cái này cái nồi nước dùng nãy chị đã nấu rồi nè. Bây giờ cho ra luôn. Bây giờ mình cho củ qua vô cái nồi nước luôn hay là đổ nước lên đây? Đổ nước vô đây luôn. À. Tại vì cái hộ trong cái gia vị này mình đã nêm, cái nhân mình đã nêm vừa ăn rồi. Dạ. Coi như là cái nước dùng bây giờ mình đổ vô đây. Đúng rồi. Sôi lên là mình đổ vô luôn vậy hả? Đúng rồi. Nãy chị đã nêm nếm, nó là canh ngọt bình thường thôi. Dạ. Rồi mình hấp luôn cái kia chị ha. Đúng rồi, bây giờ hấp luôn. Chị bỏ vô hấp luôn. Canh nè, cho một ít dầu vô để nó không bị dính, cho nó khỏi dính cái sừng hấp vậy ha. Đúng rồi. Rồi thả hũ qua vô. Cái này hấp cũng nhanh lắm. Mà cái cà chua nó sẽ chín trước mấy cái kia, hồi cà chua mình lấy ra trước. Dạ. Cái hôm qua thì nó lâu chín hơn. Đẹp quá. Rồi. Rồi đây đi. Rồi bây giờ mình cho ra canh. Chút xíu đồ ngò gì ha. Thơm quá. Cho mỡ tiêu rồi. Tiêu hả chị? Tiêu, trang trí ra một ký ớt chưa? Ớt. Để cho cái món ăn hấp dẫn hơn. Dạ.
Đẹp mắt quá. Xong rồi chị ha. Rồi bây giờ trong thời gian đợi cái hũ hoa cà ớt nó chín thì mình đi luộc cải để làm món cải thìa xách nấm không cô? Dạ. Cái nấm đông cô này thì chị sẽ đem bỏ vô rồi ba chị nướng 2 phút. Nướng nếu thì... không thì mình chiên cũng được, áp chảo cũng được, lấy chảo không dính cho xíu dầu thôi. Tại vì chị muốn bỏ vô nó không ít dầu, món này hạn chế ít dầu. Giờ chị sẽ bắn. Hay bắn. Thì trước khi luộc cái thìa, luộc cái thìa mình phải chuẩn bị một cái thau đá, đặng khi nước sôi thật sôi mình thả vô. Xong rồi mình vớt cả bỏ ngay trong nước lạnh liền để cái cải vừa xanh vừa giòn. Dạ. Đây, nước sôi. Mình luộc vừa thôi, cái món này mình luộc vừa thôi, đừng có luộc chín quá nó không ngon. Thả vô cái nó nước đang sôi mình thả vô nó sẽ không sôi, rồi sôi bừng lên cái là vớt ra được. Dạ. Yeah. Bùng sôi lên cái là vớt được liền. Đúng rồi. Và cho vào cái nước đá. Nồi nước đá liền. Để cho cải vừa xanh vừa giòn á. Dạ. Yeah. Chứ đừng luộc lâu, cứ canh nước đang sôi thả vô. Thả vô thì nó sẽ không sôi rồi, sôi trở lại là vớt ra được. Bây giờ sôi nè, bây giờ chị vớt ra được nè. Để lâu cái cải nó không ngon. Xanh giòn đúng hả, rồi, xanh mà giòn. Dạ. Em đi luộc xong mình ngâm đá xong mình cắt ra chị ha. Đúng rồi, chẻ đôi ra. Đừng hồi mình rưới sốt cho nó thấm á, quắt ráo nước. Rồi trong lúc mà đợi cái nấm đông cô á, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách trang trí cho cái món này. Tỉa ra tỉa hoa chị ha. Đúng rồi. Đây. Tỉa hoa bằng gì? Bằng cái cải thìa này luôn. Cải thìa này luôn. Rồi sẽ giữ nguyên cái cải thìa này, cắt bớt lá đi. Tỉa nó giống như cái bông sen vậy đó, là cái từng là cánh ngoài trước. Bỏ đi mấy cái đó ra anh chị quá. Đây từ lớp ngoài cũng như cái bóng sen vậy đó. Đây là một cánh đầu tiên. Hay quá. Giờ nắp kia ra anh chị, tắt lửa luôn, tắt lửa, tắt lửa để đó chị trước. Cứ một nhánh cải là một cái cánh hoa vậy ha. Đẹp quá. Dễ tỉa lắm. Dễ cắt. Dễ nè. Đúng rồi. Dạ. Mình cứ đi theo từng bẹ có sẵn. À. Giống như cắt hình chữ V ngược vậy đó. Dạ. Nhưng mà cách này phải dao bén mới được đó chị ha. Đúng rồi. Cái dao nhỏ, mũi nhọn là được. Cứ đi hết lớp luôn. Dạ, còn lại. Đẹp quá. Rồi. Được một cánh. Quá đẹp quý vị ơi. Rồi như giống như là một cái bông sen vậy. Dạ. Cắt bỏ cái đầu nó đi. Rồi cứ tiếp tục cái cánh ngoài á thì nó bung ra, rồi cánh trong nó nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần á. Mình cứ đi theo cái từng bẹ của nó nè. Bông cải thìa.
Tại vì cái món đó, bằng cải thìa, món cải thìa thì mình trang trí theo thêm. Dạ. Mỗi một cái món ăn mình trang trí đề cho theo cái dĩa. Theo cái dĩa, dạ. Dạ. Cho nó phù hợp. Coi như là thực phẩm nào mình cũng tỉa bông được hết vậy ha? Đúng rồi. Như leo cũng tỉa bông được, là bí đỏ cũng được nè, rồi cà rốt cũng được, cà chua cũng được. Ủa, cải trắng nữa. Dạ. Món ăn phải trang trí, mình đãi khách phải trình bày bắt mắt, ăn hấp dẫn. Món ăn ngon rồi phải đẹp mắt nữa. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Đẹp quá. Rồi, xong. Rồi. Được 2 bông. 3 bông. Đẹp quá chị ạ. Cái này mình hồi nãy chị nói là nướng hả? À, chị bỏ loại ba chị nướng thôi. À, loại ba nướng. Hoặc là mình không có loại ba thì mình chiên, lấy chảo chống dính mình áp chảo cái mặt cho chiên lên. Nè, giờ nó dai nó khô nè. Dạ. Yeah. Rồi mình còn làm sốt nữa là hoàn thành món đó. Cái này, okay. cái đề co này chị cũng trụng qua nước sôi luôn. Yeah. Để khi nó làm những món gì mình đề co trang trí theo mình món ăn mình ăn được hết. Yeah. Bây giờ chị trần sơ qua nước sôi. Sơ thôi. Coi như là cho nó chín thì mình có thể ăn được luôn vậy hả? Đúng rồi. Làm đề co bông nhưng mà mình vẫn có thể ăn được. Tất cả những món mà đề co trên cái dĩa thức ăn mình đều sử dụng được. Dạ. Yeah. Là cái nguyên liệu đó phải ăn được. Như cà rốt, bí đỏ đều ăn sống được hết. Dạ. Yeah. Rồi đó chị diễn sơ thôi. Dạ. Yeah. Wow, nó chuyển sang cái màu nó xanh hơn, đẹp hơn không? Dạ. Hồi nãy nó còn sống nó tái nhưng khi mà mình trần qua nước sôi. 2 phút. Em để cho nó rờ rờ ra anh chị nhé. Nó dính được đó, được đó. Một. Bắt đầu làm sốt vậy ha. Rồi, mình cho chảo nóng lên cho dầu ăn vô. Cho cái dầu baro vô. Cái baro băm á. Baro băm. Cho gừng vô luôn. Cái món này là phải có cái vị gừng. Rồi đây là nước hầm rau củ nè. Cho hạt nêm. Đường. Dầu hào. Dầu hào hả chị? Đúng rồi, cái món này phải có dầu hào vô. Dầu mè, tao không có dầu mè, dầu mè con trai á. Nhanh lắm, cái món này nhanh lắm. Cho cái sến nó quạnh quạnh xíu được. Bỏ tiêu xanh vô luôn. Rồi cho vô dầu, cho một xíu bột năng vô nó tạo độ sánh là được. Năng vậy ha. Ừ. Bột năng với tiêu xanh. Một ít dầu mè vô. Dầu mè nữa. Rồi. Nó độ sánh nhẹ nhẹ là được. Xong phần nước sốt đây vậy ha. Ừ. Nó vừa vừa thôi chứ đừng có đen, đừng có nhiều dầu hào á sẽ bị đen á. Dạ. Nó nhìn vàng vàng vậy nè, tại cái thiện nấm lông cô của mình nó đã màu đen rồi. Thì mình cho cái sốt nó vừa vừa thôi. Rồi đó, tạo sệt xuống nè. Rồi được rồi đó. Rồi, xong cái sốt quý vị. Rồi, nhìn trình bày món ăn ra.
nối liền từ thấp, từ cao tới thấp. Ôi, đẹp quá. Chị mới xếp mấy cái đầu cà thề đâu mình thấy nó đẹp rồi. Mình cứ để từ cao tới thấp, xung quanh mình để nấm hương khô. Muốn tặng xuống gì ha? Đúng rồi, cho nó ôm theo cái dĩa. À, như cái vây cá vậy. Cái dĩa của mình con cá luôn. Đẹp quá. Rồi. Rồi ở trên đây thì mình để mấy cái bông lên. À. Rồi cho cái bình nấm công cô vô dưới chị ha. Đúng rồi. Đây nấm công cô. Cái ướp một cái lọc vậy cho nó đẹp. À, cái ướp cái lọc đẹp. Rồi, bây giờ mình cho sốt lên. Cái sốt nó quẩn quẩn đây nè. Cái món này nó không có mặn, nó vừa vừa ăn thôi. Rồi cái món ăn tiệc đó là nó không có mặn. Rồi. Wow, sao? Vừa ăn luôn chị ha. Ừ. Đẹp quá. Chị trang trí một ít ớt lên. Rau ngò với ớt chị ha. Cho miếng ngò lên. Oh. Vài lạc ớt lên cho nó nổi món ăn. Rồi. Cho miếng tiêu vô. Hôm nay nó cũng có cái tiêu xanh mà thêm ít vô. Nào mình được hai món. Miếng khổ qua cà ớt nó chắc. Cho dầu nóng vô. Tí xíu ba rô vô. Hành ba rô đầu tiên chị ha. Đúng rồi. Cho vô xíu nước dùng. Cho vô xíu đường. Đường. Tương ớt. Dạ, tương ớt. Hạt nêm. Món này cái món ăn với cơm trắng thì nó hơi đậm hơn cái món kia chút xíu. Dạ. Cái hương vị nó đậm đà hơn chút. Đúng rồi, dầu hào. Cái kia thì nó nhạt vị hơn chút. Cái này cũng có cho dầu hào vô nè. Dạ. Cho nó kẹo kẹo sót lại. Thơm quá. Cho hết dầu hào vô luôn. Cho bột năng vô. Rồi, bột món này nhanh vô. Lắm. Dạ. Cho miếng dầu màu điều để nó tạo cái màu sắc. Dầu màu điều vậy hả? Cho nó sệt nè. Wow. Tiêu vô luôn. Tiêu luôn. Rồi, giờ mình thả cái này vô. Tại cái này đã hấp chín hết rồi. À, mình thả vô trong luôn. À. Hấp chín hết rồi. Số bác lại tưởng là chị sẽ trang lên nhưng mà chị lại làm khác đi chút xíu. Cái này thả cho luôn. Nó ngấm vô.
cho nó thấm vậy ha. Đúng rồi. Cái này nó càng thấm càng ngon vậy ha. Đúng rồi. Cho hết vô luôn. Này thật ra cái nhân đó mình cũng lỡ làm vừa ăn hết rồi, niêm yếm vừa ăn hết rồi. Củ qua thì mình hấp chín nó cũng đã mềm hết. Dạ. Rồi, xong được rồi đó. Rồi chị ha. Được rồi đó. Quện cái xốp lại nè. Rồi mình trình bày ra dĩa. Món này thì mình trình bày đơn giản thôi. Cà chua này mình khi mình hấp mình lựa trái cà chua sống sống thôi, đừng chín quá. Dạ. Yeah. Chín quá là nó mềm bên ngoài á. Dạ, yeah, nó mềm mực luôn, nó ngon. Yeah, nó mềm vừa luôn thì sẽ ngon hơn chị ha. Nó hơi sống sống thì nó ngon. Dạ. Yeah. Rồi, tới cơ luộc. Wow, đẹp quá. Rồi, bây giờ chan sốt lên. Chan sốt lên trên đó. Rồi. Thêm một miếng ớt lên, miếng ngò lên. Món nào cũng trang trí ớt cho ngọt. Dạ. Rồi. Đập mắt quá. Rồi bây giờ mình tới làm món bầu ngư hấp xả nữa là xong. À, nó mới ra được cái tinh dầu. Đó, xả nó bung vậy luôn. Nó mới ra được cái tinh dầu của xả. Đập xong rồi cắt ra vậy ha, 5 phút. Đập nó tơi ra vậy nè. Dạ. Nó mới ra được cái tinh dầu xả nó mới thơm. Rồi, mình rót với cái đáy nồi. Sắp nóng sắp đầu vô hết một lần luôn. Nấm màu ngư. Bỏ vô ngay từ đầu như vậy đó rồi nấu lên đó. Yeah. Cái nó mới thấm vô cái mới thơm. Cái nấm màu ngư này nó ngọt lắm. Đậu hũ chị cho vô luôn. Rồi đầy dưới chị. Chút xíu hấp là nó xuống à. À. Xả dưới ha. Rồi. Cái này ở nhà mình có nước dừa á, mình sử dụng bằng nước dừa thì mình khỏi nêm đường. Dạ. Yeah. Đây thì chỉ dùng một nước rau củ. Xong sắp nước thôi. Một chút xíu trong cái nấm nó sẽ ra nước. Chị cho vô một miếng hạt nêm. Miếng hạt nêm với miếng, tại vì cái nước rau củ này nè đã có nêm muối đâu đủ, đủ. Dặn thơ thêm một miếng thôi. Dạ. Miếng hạt nêm với miếng đường. Rồi bây giờ chị vào chị nấu. Rồi đây nắp. Chờ thôi chị ha. Đúng rồi. Khi nào mà nó chín thì mình mới thả rau găm vô.
Yeah. Một xíu nó chín là nó sẽ xẹp xuống à. Tại vì nó dạng như hấp, nó hấp nhưng mà mình nấu ít nước. Yeah. Nó chín rồi nó sẽ xẹp xuống rồi mình cho rau răm vô. Đúng rồi. Rồi cho tiêu, cái món này mình sẽ ăn với muối tiêu chanh. Nó giống như món nghiêu hấp xả vậy đó. Yeah. Cái cách làm nghiêu hấp xả sao thì mình làm nấm bào ngư giống hình vậy đó. Đó thì mình hấp nước nó ra. Wow. Nước nó ra gì ha? Nãy chị chế ít nước. Nước nấm nó cũng ra nè. Chị cho anh cho rau răm lên trên. Cho miếng tiêu vô nữa xong. Cho miếng tiêu vô nữa. Ôi đẹp quá. Rồi ra món luôn. Xong luôn rồi chị ha? Rồi. Rồi ra món luôn chị ơi. Cái món này chỗ khách lúc nào cũng soi tới bàn khách luôn. Cái món này dễ làm lắm. Cái kiểu nấm bào ngư hấp hố vậy ha. Đúng rồi. Cho ít nước thôi là hấp hố này nó giữ lâu. Nước nó ra. Xuống tới khách là nó cũng sôi vậy luôn. Nhanh lắm, mấy món ăn chị làm nhanh lắm. Mình chuẩn bị sẵn rồi sơ chế làm nhanh. Rồi giờ xuống món ha. Dạ. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là trưa giờ mình cũng đã quay rất là nhiều những cái công đoạn mà chị Diệu chế biến và làm những cái món chay hấp dẫn ra sao để chia sẻ tới quý vị các bạn trong video tập số 2 trong cái chuỗi series những cái video mà mình quay chia sẻ về chị Diệu cũng như là những cái quy trình chế biến món chay ngon của chị ha. Thì trên bàn hiện tại của Xuân Mắc đang là 4 món chay. Đó. Khổ qua cà ớt. Đó, cái dĩa khổ qua cà ớt cực kỳ là đẹp mắt và hấp dẫn nha. Cái thành phần thì ốc đậu đó quý vị các bạn ha. Ốc đậu chị trộn chị nhồi vô trong này. Và cái phần canh khổ qua cũng nhồi ốc đậu luôn. Trang trí rất là đẹp mắt ha. Bên này là một cái thố cơm trắng để ăn với cái món này. Cái món này ăn với cơm trắng nha quý vị. Và cái này là nấm bào ngư hấp xả. À, có đậu hũ non nữa này, có rau răm ha, có xả, rất là thơm. Cái thố này là để giữ nóng nha quý vị các bạn nha. Đó, đang còn nóng hổi là phỏng tay luôn á. Rồi, qua cái dĩa này. Đó. Nấm đông cô, sốt cải thìa. À, có tiêu xanh ha. Cái phần nhân bên trong cũng là cái phần ốc đậu. Đặc biệt là ba cái bông này. À, chị hướng dẫn cái cách tỉa bông rất là đẹp. Bông khi tỉa xong thì mang đi luộc để ba cái bông này cũng có thể thưởng thức được luôn, ăn được luôn nha quý vị các bạn. Rất là thơm, có tiêu xanh, rau ngò, ớt ở trên nữa này. Cái phần sốt là chan trực tiếp bên trong luôn, rất là đẹp mắt. Rồi, một ly nước đậu xanh. Nói đậu xanh thôi chứ cái ly nước này là 5 loại đậu rang nha quý vị các bạn nha. 5 loại đậu rang mà lúc đầu Xuân Mắc có quay chia sẻ với quý vị các bạn là cô rang mấy cái loại đậu đó rất là thơm. Đậu sau khi rang xong là sẽ được mang đi nấu và làm lên một cái lu. Đây có gọi là cái lu nước nha. Đó, lu nước đậu rất là đẹp. Xuân Mắc vừa mới uống thử một miếng thì rất là thơm. Bây giờ mình sẽ ăn trưa. Mời cô chú anh chị, quý vị và các bạn cùng thưởng thức cơm trưa với Xuân Mắc ngày hôm nay nha. Uống miếng nước đậu trước nha quý vị các bạn. Cái nước rất là thơm luôn nha. Uống vô nó vừa mát lạnh này. Nó có cái hương thơm của đậu, 5 loại đậu nữa. Rất là ngon. Ôi chà, ngon quá. Mát lạnh nè. Cái lu đẹp ha. Wow. Rồi bây giờ Xuân Mắc sẽ thưởng thức món nha. Lấy ra cái chén trước. Đó, mình sẽ ăn món nào mà mình sẽ lấy cho chén riêng. Đầu tiên thì Xuân Mắc nghĩ là mình sẽ thưởng thức lấy cái món ăn chơi trước đi ha. Món này. Đó, món này rất là đẹp mắt quý vị các bạn. Thơm phức à. Bây giờ lấy cái phần nấm đông cô này. Đó. Đây quý vị xem. Đó, rất là hấp dẫn ha. Lấy miếng tiêu xanh nữa. Sốt này. Rồi, rau cải. Đó, cải thìa ha.
tràn lên. Rồi, Smart sẽ ăn thử nha. Thử cái miếng nấm trước. Đó, nấm này chị cũng đã nướng trước qua rồi ha. Nướng trước qua rồi nó thơm hơn. Thơm phức rồi quý vị. Ngon quá. Ăn miếng tiêu xanh. Ngon quá. Có gừng nữa nha. Cái ốc đậu rất là thơm. Béo béo nữa, bùi bùi. Cái nấm đông cô thì nó vừa thơm vừa ngọt. Do là nướng lên nó sẽ thơm, ngọt nữa. Ngon quá. Cái sốt cũng ngon luôn. Khi mình cắn với một miếng tiêu xanh đó, ngon tuyệt vời quý vị. Ăn miếng nữa. Ngon quá. Đây. Đó, trời ơi, cái sốt nó chảy xuống á. Quý vị thấy nó rất là sánh. Đó. Ngon quá. Ngon. Chảy thiệt. Ngon. Cái cải thì á, chị luộc qua xong chị ngâm qua nước đá luôn, cho nên nó giữ được cái độ xanh này, cái độ giòn của cái cải ngọt. À, cái cải thìa. Ngon quá. Món đầu tiên ngon. Món thứ hai. À dạ, nóng quá. Ôi, một cái thố nấm bào ngư với lại đậu hũ non hấp xạ có rau răm nữa. Thơm ngào ngạt. Lấy cái chén, lấy cái muỗng mới luôn. Rồi múc cái nước nha. Múc cái nước. Tại vì cái nước nó nóng mình muốn húp trước. Đó. Miếng đậu hũ non này. Hai miếng luôn đi. Đậu hũ non rất là ngon. Đó. Nấm bào ngư. Trời, nấm bự. Ngon quá. Miếng sả. Sả này á, chị đập dập ra rồi quý vị ạ. Cho nên là nó cái tinh dầu sả nó ra nhiều quá. Nó ngon. Miếng đậu răm nữa. Hai cái đũa. Gắp miếng đậu răm. Đó. Rồi, bỏ ra đây. Ăn từ từ nha quý vị. Đây. Chén của Smart bao gồm nấm bào ngư. Đó. Sả. Đậu hũ non.
thử nha. Thử miếng nấm bào ngư. Nó ngọt mà nó ngon ngây ngất luôn quý vị. Đã quá. Nóng vừa tội vừa ăn luôn á. Nấm bào ngư cũng rất là bự nha. Cái này là nó xẹp xuống ớt rồi đó. Ngon quá. Rau đầm. Trời ơi, cái nước trong xà nóng họng mồm. Ăn luôn miếng xà cũng ngon nữa. Húp cái nước. Wow. Thử miếng đậu cũng non nha. Ngon quá. Ui chà. Làm miếng nấm nữa, ngon quá. Miếng nước. Món này ngon. Ngon quá. Rồi để qua đây. Uống miếng nước. Nước nó thơm thiệt luôn đó. Rồi món tiếp theo. Món tiếp theo sẽ là cái món đẹp mắt này đây này. Khổ qua. Cà ớt. Khổ qua nhồi này. Cà chua nhồi, ớt nhồi. Khổ qua cà ớt. Thơm mà đẹp mắt. Muốn ngắm thôi. Muốn ngắm thôi không muốn ăn. Nhưng mà nói đùa thôi chứ phải ăn thử miếng. Nhìn hấp dẫn quá. Lấy miếng cơm trắng nha quý vị. Là cái muỗng mới đi. Cơm trắng thì chị để vô một cái niêu riêng. Đó. Rồi đậy lại. Thử miếng cà chua nha. Đây. Cà chua nhồi. Đó. Hấp dẫn chưa? Cà chua bây giờ nó mềm tới à. Ngon quá. Mềm bờ ăn, lập đà. Quá sao ngon. Thưa quý vị. Wow. Ngập miệng luôn. Lấy muỗng mới, múc miếng sốt. Cái sốt bây giờ nó kẹo lại rồi. Đó. Nó kẹo lại.
chan lên cơm. Đó, chan lên cơm. Lấy miếng khổ qua. Đây, miếng khổ qua. Đã không quý vị? Ui dồi, miếng khổ qua. Rồi. Thử miếng khổ qua nha. Cái khổ qua nó mềm nó vừa ăn. Cái sốt cái món này á nó đậm đà hơn cái món nãy, cái món nấm đông cô đó, cải thề nấm đông cô đó, nó đậm đà hơn, ngon hơn, ăn với cơm trắng nó hợp hơn. Ngon quá. Ớt nè. Đó. Ăn miếng ớt luôn nha. Wow. Ớt này nó không cay, chuẩn bị nó đẹp thôi. Ngon quá. Ngon xuất sắc. Một miếng nước nữa. À, ngon quá. Nó căng bụng luôn. Rồi, món tiếp theo đó là canh khổ qua nhồi. À, cái canh khổ qua nhồi này thì chị cũng chia sẻ cái cách làm cái phần nhân này, nhân ốc đậu đó. Thì chị nhồi xong bên ngoài chị cột bằng một cái phần hẹ luộc. Hẹ này chị luộc qua rồi. Đó, chị cột xong rồi cắt đôi cái khổ qua đó. Rất là đẹp quý vị. Lấy miếng canh nha. Rồi, muỗng mới luôn đi. Đó. Nó căng bụng luôn rồi. Nó quá. Khổ quá. Khổ quá. Chan miếng nước. Hấp miếng nước trước luôn nha. Đang còn nóng. Cái nước rất là ngon quý vị các bạn. Ăn miếng khổ qua nha. Để xuống mắt gắp cái miếng khổ qua cho quý vị các bạn xem. Ai da. Đây. Đó, cái miếng khổ qua. Chị nhồi rất là chắc nha, nhìn mà thôi chứ rất là chắc luôn. Nè. Đó, nguyên cái khoanh. Gắp được. Ngon quá. Khổ qua nó mềm, nó chưa có mềm mập, nó mềm mà còn cái độ dai của rau củ, độ giòn của rau củ. Thì cô chú nào mà lớn tuổi á, thì mình yêu cầu nhà hàng á hầm cái này nó kỹ hơn chút, thì nó mềm hơn, thì cô chú lớn tuổi sẽ dễ ăn hơn.
Nhưng mà mình ăn như Xuân Bắc, độ tuổi của Xuân Bắc ăn như vậy là rất là ngon nha quý vị bạn. Mình thích ăn như vậy hơn là ăn mềm. Cái nước canh đó, cái nước canh với lại cái phần ốc đậu chị làm rất là ngon. Ok, quá ngon. Rồi quý vị các bạn thân mến, hôm nay Xuân Bắc rất là vui khi mà tập số 2 quay trở lại nhà hàng chay Amitabha để gặp chị Diệu cũng như là chia sẻ tiếp tục tới quý vị các bạn những món chay của chị Diệu chế biến ngày hôm nay nha quý vị các bạn nha. Hôm nay chị làm 4 món, món nào cũng đặc sắc, cũng hấp dẫn qua những cái quy trình chi tiết chị giới thiệu cũng rất là kỹ. Thì Xuân Bắc cũng đã thông báo với quý vị các bạn hồi ở đầu video đó, thì chị cũng chuẩn bị lập một cái kênh YouTube. Xuân Bắc đang hỗ trợ chị tạo kênh cũng như là chuẩn bị những cái bước ban đầu khi mà chị quay video chia sẻ những cái món chay của chị Diệu làm và post lên trên kênh. Thì quý vị các bạn có thể vào xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho chị Diệu nha. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Một bữa ăn phải nói là rất là ngon. Quý vị các bạn có thể tới để trải nghiệm và thưởng thức nha. Xuân Bắc nhắc lại là cái địa chỉ ở bên Nguyễn Duy Dương đó là hiện tại đang tạm ngưng. Thì khi nào mà mở cửa trở lại thì Xuân Bắc sẽ có mặt và quay chia sẻ với quý vị các bạn, thông báo tới cô chú anh chị nha. Còn địa chỉ ngày hôm nay Xuân Bắc đang có mặt ở đây là số 40 đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, nhà hàng chay Amitabha. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Video cũng khá là dài rồi. Xuân Bắc xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo nha. Cái nước này ngon lắm quý vị. Nó mát. Một cái lu này Xuân Bắc uống đủ luôn. Nhất là cái trời nắng nóng, mình vào mình uống một cái lu nước đậu xanh. Ở đây là 5 loại đậu xanh rang nha quý vị các bạn nha. 5 loại đậu xanh rang. Đậu nành này, đậu xanh này, đậu đỏ này, đậu đen này, còn đậu gì nữa thì Xuân Bắc chưa biết, nhưng mà 5 loại đậu nha chị Diệu chia sẻ đó. Thơm.